vụ tàu container đâm cầu cảng trên sông Sài Gòn, lỗi tại thời tiết. Ngày 21 tháng 6, thông tin với phóng viên Dân Trí, lãnh đạo PC08B cho biết đã có kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy nội địa liên quan đến tàu container xảy ra trên sông Sài Gòn. Theo PC08B, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 3 tháng 6 khi chiếc tàu mang số hiệu SG5786 do thuyền phó Vũ Văn Trâm, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai điều khiển, chở theo 96 container rỗng từ cầu Phú Mỹ về cầu Sài Gòn. Khi qua cầu Thủ Thiêm thuộc địa phận quận Bình Thạnh thì va chạm một bờ kè trên sông. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng, kè bê tông cốt thép bị bể một đoạn khoảng 5 mét, lan can bằng inox bị cong sập. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do người điều khiển phương tiện, trong điều kiện thời tiết mưa lớn, giông gió, tầm nhìn hạn chế, thủy triều lớn khiến phương tiện mất chủ động và đâm vào cầu cảng. Theo công văn phúc đáp của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 15 giờ ngày 3 tháng 6, khu vực cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn có mưa rào và giông, trong cơn giông khả năng còn xuất hiện gió giật mạnh. Vì vậy, PC08B kết luận đây là trường hợp bất khả kháng do thời tiết mưa lớn kèo theo giông gió làm cho phương tiện mất chủ động dẫn đến tai nạn. Không có lỗi của người điều khiển phương tiện SG5786, kết luận điều tra của PC08B nêu rõ. Đăng Lê, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.